mình co căng tay ra ấy thì anh không nhìn thấy gì, nhưng mình bỏ ra thì nó lại nhìn, mình lại nhìn thấy chị ạ. Và bạn có đi khám ở đâu nữa không? Em đi khám ra bệnh viện Bạch Mai, thì đi ra khám thì bác sĩ bảo không bị làm sao, nhưng chẳng biết là do nguyên nhân gì chị ạ. Vâng, và bác sĩ có cho thuốc gì để bạn điều trị không ạ? Em cũng uống thuốc ngoài ý, mà nó cứ lên, nó lên một khoảng tầm một tuần là cho loại hết hết cho loại lên lên loại hết chị ạ. Vâng, tức là hiện nay cũng vẫn rất là lo lắng, không biết là tại sao lại như thế, vì là đã đi khám bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai, đã điều trị rồi mà vẫn cũng không khỏi đúng không? Nó vẫn bị tái đi tái lại. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ xem là nó là hiện tượng gì bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em chào chị Ồ, ạ. thế khi mà em đi bệnh viện Bạch Mai em khám ấy, thì em khám chuyên khoa gì? Em về khám về chuyên khoa da liễu chị ạ. À, em đi chuyên khoa da liễu. Vâng. Chuyên khoa da liễu thì người ta bảo bình thường, tức là cái gì bình thường? Vâng, kiểu các nốt này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà kiểu như em đi xét nghiệm HIV kiểu Rồi. quá nhiều lần rồi, từ tháng 4 năm ngoái em mới cả vừa rồi em đi xét nghiệm máu HIV ạ, thì kết quả cũng là âm tính ạ, thì em vẫn Rồi. là lo lo sợ sợ ấy ạ chị ạ. Kết quả HIV âm tính mà trong cái khoảng thời gian một năm rồi, cho nên không lo về cái chuyện HIV nữa. Điều đấy để gì? Để giữ gìn rằng là đừng đừng một lần nữa mà đi ra ngoài, thì lúc đấy có khi là HIV thật, đúng không? Thế Em còn quan hiện hệ là em bị 2 lần rồi, em dính 2 lần, em một lần thứ nhất thì em cũng lo rồi. lo sợ sợ ấy, thì em cũng quan hệ ở ngoài, nhưng mà em cũng từ tháng 4 năm ngoái rồi, thì bây giờ em các chị là thử giải thích cho em là các cái nốt Rồi. ban đỏ ấy. Em mà nói đến các cái ban ấy mà một năm nay rồi thỉnh thoảng nó lại cứ nổi lên đúng không? Ngoài ra Vâng. đi tiểu vân vân nó có cái chuyện gì không? Nó có Không chị ạ. nước tiểu hoàn toàn là không có vấn đề gì. Vâng ạ. Đúng không? Thế cái khi mà em đi khám viêm gan B với HIV ấy thì em có tả những cái ban nổi lên như thế không? Em có, chị bảo là như này bình thường không sao, nhưng mà chị các như có hôm thì em đi ra khám thì mất 200 tiền khám chị có người thì bảo là chỉ đưa giấy cho, xong rồi mình kiểu người ta không tư vấn cho em ấy ạ. Người ta bảo xuống xét nghiệm máu là xong ấy ạ. Xuống xét nghiệm máu xong lại xét nghiệm gì? Xét nghiệm Thì máu là tìm những cái gì ở trong máu, em có để ý không? viêm gan B rồi HIV các thứ thì không bị làm sao. Thì đấy là lại chỉ viêm gan B. Ví dụ như là có xét nghiệm xem là hay là dị ứng các cái ban đấy, là cái ban mà nó dị ứng do cái miễn dịch không? Đấy, bây giờ như này nhá. Các cái nốt đấy, thế hay là các cái nốt đấy là cái khi mà nó căng ra thì nó hết xong, nó có phải là cái mụn nước không? Có phải là do bẩn không? Không phải do bẩn chị ạ, nó không phải do mụn nước, mà Rồi. nó kiểu như dạng như là muỗi đốt mà tí hin Rồi, về thế tí này. ạ. Thế này nhá, bây giờ em đi khám lại ở cái khoa dị ứng nhá. Em không đề cập tới cái chuyện mà em đi quan hệ với bên ngoài nữa. Em mô tả các cái ban nó nổi lên và Vâng. em không biết nó là do làm sao. Thế thì người ta sẽ đi theo một cái hướng khác, là những cái ban mà do mẩn ngứa hay là do dị ứng hay là cái gì đó, có thể mình nó lại là một cái cơ địa dị ứng ấy, thì mình đi tìm nguyên nhân em nhá. Lúc em cũng lấy vợ rồi ạ, thì khi em quan hệ thì trong vòng có 1 phút chưa đầy nửa phút thì em đã ra rồi, thì nó do cái nguyên nhân gì ạ chị? Cái đấy nó là xuất tinh sớm rồi đúng không? Thế em lấy vợ rồi và có con chưa? Em chưa ạ. À thế à? Vâng ạ. Lấy vợ được bao lâu rồi? Em lấy vợ được 6 7 tháng nay rồi ạ. 6-7 tháng mà để thả hoàn toàn. Có mong Vâng ạ. muốn có thai không? Em có ạ. Có mong muốn có thai. Vậy thì sớm đi khám đi. Ở các Vâng cái ạ. chuyên khoa, rõ ràng là xuất tinh sớm, thế còn do là cái gì thì kết hợp với rất là nhiều yếu tố và em nên đi khám nhá. Em lên bệnh viện Việt Đức thì có cái khoa Nam học thì em tìm vào đấy. Hoặc là trên đường đi từ Hưng Yên lên ấy, ở trên đê thì em cũng nhìn thấy là có cái bệnh viện Tâm Anh ở bên Gia Lâm ấy, thì cũng có khoa Nam học. Thì em đến em khám chuyên khoa sâu để tìm hiểu xem là cái xuất tinh sớm thì bây giờ nó có hướng điều trị như thế nào.
Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bình Phước. Alo. Alo, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, cho em có hai câu hỏi ạ. Một câu hỏi là hôn nhân gia đình và bệnh sinh lý yếu có khả năng có con không ạ? Vâng, bạn có thể nói cái câu hỏi của mình về hôn nhân gia đình ấy thì là như thế nào ạ? Chúng em sẽ chung sống lấy nhau là bước đi bước thứ hai. Anh cũng bước thứ hai mà có điều là hai vợ chồng lấy nhau thì không có con, gia đình không có con, gia đình bắt bỏ gia đình nhà chồng ạ. À thế ạ, vâng. Dạ. Tức là lý do là hai người xây dựng lấy nhau mà không có con thì gia đình bên nhà anh đấy thì là bắt phải bỏ nhau đúng không? Cho không cho sống cùng nhau nữa đúng không ạ? Dạ. Và hai bạn thì đã đi khám ở đâu chưa? Đã biết nguyên nhân vì sao chưa? Dạ chưa ạ. Vâng. Và bây giờ thì vấn đề ở chỗ là hai người vẫn yêu nhau và vẫn muốn chung sống cùng nhau đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn xem là có cách nào để thuyết phục gia đình không nhé. Vâng ạ. Chị chào em. Dạ em chào chị ạ. Em nói là hiện nay em bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Thế cái việc mà lấy nhau không có con đấy thì là của cuộc hôn nhân thứ nhất hay là cuộc hôn nhân thứ hai này? Dạ hôn nhân thứ hai ạ. Em năm nay 46 tuổi. Em được hai thằng con trai và anh cũng có hai người con, một người con trai, một người con gái. Tức là bản thân em 46 tuổi là em đã có con trai rồi. Thế dạ. Và anh ấy thì có con gái. Con gái và có cũng hai, một gái một trai ạ. Một gái một trai. Thế, và đến bây giờ thì đến với nhau nhưng mà lại không có con. Lấy nhau được bao lâu rồi em? Chúng em lấy nhau được 6 năm ạ. À cũng lấy nhau được 6 năm rồi. Tức là lúc ấy em 40 tuổi. Vâng. Anh ấy bao nhiêu tuổi em? Anh ấy năm nay 48 tuổi ạ. Ừ, hơn em 2 tuổi đúng không? Lúc ấy anh ấy 42. Vâng. Và cái mong muốn có con này là hai vợ chồng mong muốn có con hay là cái áp lực là từ phía gia đình của anh ấy nhiều hơn em? Lúc đầu tiên chúng em lấy nhau thì anh ấy cũng không muốn có con. Anh ấy kêu có con khổ với chúng em cũng lúc ấy cũng nghèo á, thành thử ra anh cũng không muốn có con. Thế là bên nào cũng có con rồi nên anh cũng không muốn. Thế sau lấy nhau 3 năm sau thì anh ấy gia đình được cứ nói là đi ra đường rồi tới cái hỏi này nọ rồi không sao nó lấy vợ mà không có con á. Bắt đầu về anh cứ cứ sưng mặt lên rồi bắt đầu nghe gia đình nói rồi về anh nói thì em nói là em cũng thả tự nhiên nhưng mà không biết tại sao không có con kia không biết gì đâu. Thì em có hỏi anh thì hay là tại anh yếu sinh lý nữa khi không có con ấy em bởi vì cả thì anh ấy không đi. Thực ra thì thế này, tức là nó có thể có hai cái hướng suy nghĩ. Cái thứ nhất là như là lúc đầu đấy, cả hai em đều nghĩ là đằng nào thì đôi bên cũng đều có con cả rồi. Thế cho nên là thôi bây giờ kinh tế cũng lại khó khăn, cho nên là mình nương dựa vào nhau thôi và nuôi những cái đứa con mà của đôi bên góp lại đấy. Làm sao để cho các cháu nó phát triển tốt, thế là được. Thế nhưng mà cũng có thể lại có một cái luồng suy nghĩ, tức là muốn làm sao để có con chung. Tức là ngoài cái việc là con của em rồi con của anh ấy thì đôi bên cũng có một đứa con, nó như là một cái sợi dây nối kết cái tình cảm ấy. Thì đấy cũng nó có thể có nhiều cái suy nghĩ khác nhau. Và lúc ban đầu thì anh ấy đồng cái suy nghĩ với em. Thế nhưng sau đó thì cũng có thể là anh ấy đã suy nghĩ lại do những cái tác động từ phía gia đình hoặc là tác động từ phía xã hội. Thì chị nghĩ là những cái nguyện vọng như thế này thực ra nó cũng là những cái nguyện vọng chính đáng thôi em ạ. Thế nhưng vấn đề là đôi bên mình sẽ phải xem là nếu như mình có nguyện vọng như thế thì mình lại phải nỗ lực cho cái điều đó. Bởi vì em thì năm nay 46 rồi, và ngay kể cả khi mà em mới lấy anh ý thì người phụ nữ mà đã ngoài 40 thì cái khả năng mà mang thai nó cũng không cao được như là của cái thời mà mình 18 đôi mươi em ạ. Đó thì đấy là một cái khó khăn. Thế và anh ý thì cũng như vậy, có thể là
cái chất lượng tinh trùng thì nó cũng không còn được như là cái lúc còn trẻ. Cho nên nếu ví dụ như bảo là anh đi khám đi thì anh nghĩ là không, ngày xưa tôi có vấn đề gì đâu, tôi lấy vợ tôi cũng có hai đứa con mà. Nhưng mà thời gian thì nó không chờ đợi ai, nó có những cái biến chuyển. Nên trong trường hợp này nếu như cả hai mà cùng mong muốn là có con thì chị nghĩ là mình nên đi khám nhé. Nên đi khám thì bác sĩ sẽ có những cái tư vấn. Nếu lúc đầu có thể chỉ là tư vấn làm như nào để nâng cao cái sức khỏe lên, sức khỏe chung này, rồi sức khỏe sinh sản, tạo những cái điều kiện tốt nhất để có thể là mang thai và giữ được cái thai đó. Thế còn nếu ví dụ như bác sĩ thấy rằng là cần phải có những cái can thiệp nào đó thì nó vẫn là kịp thời hơn. Chứ nếu mà mình cứ để theo tuổi này nhiều lên ý, thì càng ngày nó càng khó em ạ. Nhá. Chị cho em hỏi về cái chương trình sinh lý của anh á. Cái lúc mà tụi em mới lấy nhau thì anh có nói với em là anh yếu lắm, quay chủ nghiệp luôn, thì em mới nói là thôi chúng mình lấy nhau thì dựa lên nhau về sống, để lo nhau về già, chứ cái chuyện sinh lý hay gì được đấy cũng không quan trọng cho lắm. Thì em có hỏi anh ấy là hồi xưa anh cũng mạnh lắm, mà từ cái lúc năm 2009 anh có đi mổ cái gì mà xa ruột thì em không biết, là anh chỉ nói là xa ruột thôi, nhưng mà mổ ngay trên chỗ trùng lông á. Thế xong anh mổ một cái đường dài cỡ khoảng 2-3 cm gì đấy. Thế từ lúc đó đi anh bị như vậy luôn, và hai nữa mỗi lần anh xuất tinh ra thì anh bút. Thì em nghĩ là có ảnh hưởng đến chuyện có con, nhưng em bảo đi khám anh không đi. Cái này thì em sẽ phải trò chuyện với bác sĩ Vũ Minh Phượng nhé. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trao đổi với em một cách cụ thể hơn. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Khi thắc mắc của em là nó có hai vấn đề. Cũng có thể là do cái lần mổ kia, nếu như là theo như em nói ấy, thì nó là mổ thoát vị bẹn. Thế và ở cái vùng bẹn đấy thì nó cũng ảnh hưởng, cũng bây giờ lại lục lại cái vấn đề của anh ấy là thoát vị bẹn lâu chưa, rồi mổ nó như thế nào. Thế và khi mà có mổ thì rõ ràng là ảnh hưởng đến sức khỏe. Và anh nghĩ lại càng ngày càng lớn tuổi lên thì cái sức khỏe nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Nó nhân cơ hội với cả một cái mổ nữa. Và 48 tuổi thì sinh lý của nam giới nó cũng đã giảm dần rồi. Nhá. Trong cái bối cảnh nữa rằng là lại cũng chẳng muốn có con. Thế cho nên là cái khi gần vợ chắc là nó cũng không hứng thú, không muốn có con chung ấy. Cho nên là nó cũng chẳng hứng thú mấy. Anh ấy có nghiện rượu không em? Dạ có, anh cũng ngày nào cũng uống cỡ khoảng nửa xị ấy chị. Thế anh có nghiện thuốc lá không? Thuốc lá mà anh bỏ được 2 năm nay rồi. Thuốc lá thì cũng lại bỏ được 2 năm nay rồi. Nói tóm lại là rồi có hay đi rượu có đến mức mà say khướt ra không? Có, thỉnh thoảng ra ngoài đường thì cũng có uống, thì có say à. Vâng, thế thì tất cả những cái yếu tố mà như là lớn tuổi rồi này, rồi sức khỏe, anh ấy còn cường tráng như trước không? Thì anh sức khỏe thì nói chung là anh ấy làm tài xế, chạy thì nhiều khi cũng hay bị đau lưng. Rồi, đấy lại là tài xế này. Cái nghề nghiệp của tài xế nó cũng ảnh hưởng đấy. Bởi vì không biết anh tài xế của xe gì. Thế nhưng mà xe tải ngồi nhiều xong rồi là nó cũng lại ép lên cái vùng bộ phận sinh dục ấy. Thì xong lại rượu này, thì tất cả những cái đấy nó cũng làm cho cái sinh lý nam giới á nó yếu dần đi rồi nhá. Thế cho nên là nếu như mà muốn duy trì sức khỏe nó tốt ấy thì phải ăn uống bổ sung lại rồi nghỉ ngơi. Nếu mà vẫn cứ tuổi thì càng ngày càng nhiều, bệnh tật thì nó sẽ lại đến, và cái nghề nghiệp mà đi xe tải thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thì cái sinh lý thì nó cũng suy giảm dần. Thì cái chuyện mà em nói rằng nó độ 2-3 lần nó yếu đi thì nó không thể lên được thì nó cũng thường gặp nhá. Nó sẽ giảm dần và bây giờ là phải và tôi đây ạ. Dạ chị cho em hỏi cái chuyện mà hôn nhân của em á, nói chung là nãy em kể không có chưa hết ạ. Vâng. Thì chúng em như vậy rồi, gia đình nhà chồng anh thì nói chung là nửa muốn có con nửa muốn không. Nhưng mà ý của anh ấy lại là bắt em làm mua đất riêng cho anh ấy. Thì em cũng hai vợ chồng lấy nhau thì
em cũng không có gì, nhưng mà em thấy anh ấy, em thì có nhà có cửa có đất thì em cũng lo cho hai đứa con em này, cũng mua dưới một miếng rồi. Nhưng mà em thấy hoàn cảnh của anh như vậy, em cũng nói là thôi bây giờ thì đã không lấy nhau thì thôi, mà lấy nhau thì cũng giúp cho anh một tí. Thì em cũng mua cho anh 5 xào, 6 xào đất cao su. Rồi. Mua rồi nhưng mà đứng tên thì đứng tên hai vợ chồng, tại vì cái số đất tiền đó là nó cũng đối với em thì quá lớn, là 400 triệu. Rồi. Thì em đứng tên là hai vợ chồng đứng. Trong khi đó thì sổ sách thì em làm đứng hai vợ chồng thôi, không có liên quan gì đến con cái. Thì em cũng mang lên cho anh chị chồng biết, thì anh chị chồng mới xúi anh là bây giờ mua đất chung như vậy sau này phức tạp, muốn mua riêng cho anh đứng tên một mình cơ. Thì em ý em thì nói là đã không có con rồi mà đất cát thì muốn riêng như vậy, thế thì em không thấy an tâm. Thế về anh cứ kiếm chuyện với em rồi mặt anh cứ sưng lên. Thì em hỏi anh thì anh nói là chị ấy bảo là mua đất về gần chỗ chị ở để sau này con cái nó không có thì cháu chắt với anh chị em trông nom cho lúc về già. Đó thì em cũng buồn lắm mà em cũng giận nữa, thế em mới bán cái số đất ấy đi, em đưa tiền em mua đất cho anh rồi. Bây giờ em hỏi chị và gặp chị chồng nữa, lại nói là em có ba chị chồng cơ. Chị chồng mới nói là em lên em có nói chuyện với chị để phân vua cho chị hiểu hoàn cảnh của tụi em rồi, để cho chị can thiệp vào để cho chúng em ở với nhau. Thì tại vì em không muốn bỏ anh ấy. Thế xong chị mới nói là cậu ấy muốn bỏ mợ lắm mà mợ cứ ôm cậu ấy khư khư ấy, thì em rất là buồn. Thế mà trong khi đó thì em đã lo cho anh như vậy, cái gì em cũng lo, về nhà em lo anh sướng lắm, thậm chí vợ chồng chúng em lấy nhau mà 6 năm trời vậy chứ cái bóng đèn hư anh cũng không sửa, cái quạt hư anh cũng không thay. Anh cứ đi làm về anh nằm võng đi đưa rồi coi cái clip điện thoại, em lo ba chân bốn cẳng cơm cháo em làm hết, anh chỉ có vậy thôi. Anh cứ nói chung đi làm thì cuộc sống thì ai phải đi làm. Thì mỗi tháng anh về anh đưa em thì có tháng thì 3 triệu 4 triệu, cao lắm là 5 triệu thôi, thì cũng đâu có nhiều thì cũng đủ anh sống thôi. Mà chị chồng thì lên vỗ bàn vỗ ghế nói em là làm cái thùng tiền riêng cho chồng để giữ tiền riêng á. Thì em cũng buồn lắm mà cứ can thiệp vào chuyện đời tư cuộc sống của em. Mà bây giờ em cũng không biết vì lý do anh muốn có con hay là anh muốn riêng tư mà anh đòi mua đất riêng thì anh